Xin chào các bạn, hôm nay là ngày 27 tháng 10 năm 2023. Hôm nay chúng ta sẽ đến với chủ đề hướng dẫn tìm hiểu các loài rau. Chúng ta cùng bắt đầu thôi.
tây, rau cải xoăn. Rau muống, rau cải cua, rau muống, rau mã, nấm, mộc nhĩ. Rau cải xoăn, cải xoăn là một loại rau có nhiều vitamin. Các khoáng chất thiết yếu. Và canxi. Nó cũng giống như mang tây. Giúp thần hoạt động một cách hiệu quả.
Nếu ai đang mắc các bệnh về thận thì nên dùng loại rau này nhé. Nếu ai đang mắc các bệnh về thận thì nên dùng loại rau này nhé. Rau muống, rau càng cua. Loại rau này là trị mụn, tiêu viêm. Khi bạn bị nhọt thì dùng một ít rau này. Sạc lên chỗ viêm, bạn sẽ thấy đỡ hơn rất nhiều. Loại rau này thường được dùng để trộn gỏi hoặc ăn kèm với thịt cá. Rau muống. Rau muống có tác dụng thanh nhiệt. Giải độc vô cùng tốt. Cho gan. Vì trong rau muống có các thành phần như protein, chất béo, chất xơ, muối vô cơ, nấm, rau mã, lại nước uống. Sau đó lấy sạc rau mã đắp lên chỗ bị mụn thì thời gian ngắn sau. Sau đó bạn sẽ thấy trên càng sau đó bạn sẽ thấy trên càng mụn được cải thiện rõ rệt. Rau mã ngoài sấy lại nửa cuống.
thì cũng có thể ăn sống. Hoặc nấu canh với các loại thịt cá. Trong nấm có nhiều vitamin. Cho hệ miễn dịch tiêu tiết nhanh chóng, và trì viêm gan nữa đấy. Mộc nhĩ có chứa thành phần protein, chất béo và đường. Không hề kém cạnh những loại nếu trên. Rong biển có tác dụng tiêu đờm, ức chế sự tập tĩnh của cả huyệt cao, hỗ trợ chống viêm loét dạ.
Vậy là video của chúng ta đến đây là kết thúc. Cảm ơn các bạn đã theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại ở những video tiếp theo.